sẽ giới thiệu về chiếc bộ phận của máy bay nhé. Các bạn ơi, đây là đây là một chiếc cánh nè, đây là một chiếc thương và phần nữa đây là đầu nè, hai cái đuôi với cái đầu giống nhau, cho nên chị nghĩ là Ruby sẽ cho cái đầu về đằng trước này nhé. Vâng các bạn ơi, còn các bạn ơi, đây là một cái chiếc đầu nè. Mặc dù nó chỉ có một khóc thôi nhưng mà vẫn đẹp. Và đây chiếc đuôi đẹp, nó không giống chiếc đầu. Còn đây là chiếc cánh không giống chiếc cánh này. Cái nào nó cũng giống nhau đấy các bạn ơi. Ruby sếp giỏi thế, sếp Ruby đã sáng tạo ra một chiếc máy bay và sếp sau đó là giả vờ làm chú phi công ngồi trong máy bay và chờ Thanh Băng vào, quả cộc cộc cộc, làm Thanh Băng sợ quá, cứ tưởng là ma các bạn ạ. Thanh Băng và Ngọc Ruby chơi một trò chơi rất là thú vị đúng không các bạn ạ? Và chị đã có một video là con chỉ là con nuôi, chị vẫn chưa đóng tiếp phần 2 được bởi vì Thanh Băng và Ngọc Ruby đang bị ốm, cho nên chị chỉ quay ở trong nhà những trò chơi thú vị thôi. Còn chờ bao giờ Thanh Băng và Ngọc Ruby khỏi ốm, chị sẽ quay cái tập tiếp theo của video con chỉ là con nuôi thôi các bạn nhé. Giống máy bay luôn nè. Nếu các bạn thấy giống thì hãy xem một cái máy bay như mình để chơi nhé. Đấy, rất là thú vị. À, con nghĩ ra rồi, Ngọc Ruby ơi. Hay là bây giờ con và Ngọc Ruby sẽ cùng chơi một trò chơi. Đó chính là mỗi người sẽ dùng một loại xốp để xếp một ngôi nhà theo ý của mình, và để cho các bạn thành viên của kênh Baby Channel chấm điểm xem ngôi nhà của bạn nào đẹp hơn nhé. Ok, một trò chơi rất là hay đúng không? Vậy là Thanh Băng có mấy loại xốp hả con? Dạ. Con có mấy loại xốp? Hai ạ. À, đây là xốp gì nhỉ? Đây là xốp nhỏ. Còn một loại xốp nữa là xốp gì nhỉ? Xốp to. À, con đi lấy cho các bạn xem nhé. Đâu, to to. Đúng rồi, một loại xốp to nữa. Vậy thì bây giờ Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ dùng, mỗi người dùng một loại xốp này để thi xếp ngôi nhà xem ai xếp đẹp hơn nhé. Đúng rồi, và sau đó các bạn thành viên kênh Baby Channel, các bạn xem video, các bạn hãy chấm điểm cho xem là ngôi nhà của bạn nào đẹp hơn nhé. Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc thi thôi. Trước khi vào cuộc thi thì con sẽ giúp Ngọc Ruby dỡ hết cái xốp ở cái máy bay kia ra nhé. Con để gọi cái xốp này vào. Các bạn ơi, Ngọc Ruby phá cái máy bay của mình rồi các bạn kìa. Xếp thì có vẻ là rất là lâu, nhưng mà khi phá thì lại có vẻ rất là gì nhỉ? Nhanh. À là nhanh đúng không? Ai sẽ xếp ngôi nhà bằng xốp nhỏ nhỉ? Con. À, con xếp bằng xốp to. Thanh Băng sẽ xếp ngôi nhà bằng xốp nhỏ, còn Ngọc Ruby sẽ xếp ngôi nhà bằng xốp to các bạn nhé. Tí các bạn sẽ chấm điểm xem bạn nào được điểm cao hơn và ngôi nhà nào đẹp hơn nhé. Đấy. Được rồi, con xếp vào đi, xếp gọn xốp vào để cho chị Băng xếp hình ngôi nhà. Nào, vậy bây giờ cuộc thi của chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thế Ngọc Ruby xếp xốp to hả con? Thế con để lui ra ngoài này, con xếp lui ra ngoài này để chỗ dành cho chị Băng nữa. Đấy. Ngọc Ruby ơi, con dê cái đống xốp của con lui ra đằng cửa kia, để đây chỗ xếp, con có hiểu không? Rồi, cuộc thi xin phép được bắt đầu.
mình đón thêm một em gấu trắng của mình và một em búp bê. Và hai ngôi nhà của mình và ngọc ruby đã xong rồi, thì các anh chị và các bạn hãy xem và chấm điểm bằng cách comment ở bên dưới cho mình biết nha. Thế còn ngọc ruby đâu nhở? Ông Ruby ơi, em có em gấu và ba ông già Noel đến trước cửa xin vào ở nhờ này, con không cho các bạn đi vào à? Con mở cửa và cho các bạn đi vào nào. Xin giúp ngọc Ruby mở cửa nhé. Rồi hai bạn ngồi đấy vào để các bạn sẽ cùng chấm điểm cho ngôi nhà nhá. Đấy đúng rồi, con mở hẳn cửa ra xong ngồi vào. Được rồi. Con dựng em gấu ngồi dậy và ông già Noel ngồi dậy. Đấy được rồi, hai bạn vào trong nhà thôi. Các bạn ơi, và đây là sản phẩm của Thanh Văn Ngọc Ruby đã xếp xong hai ngôi nhà của mình đấy. Bởi vì shop nó hơi đơn giản một chút cho nên các bạn ấy chỉ sáng tạo được ra ngôi nhà như thế này thôi đúng không? Và các bạn hãy comment xem ngôi nhà của bạn nào đẹp hơn nhé và sáng tạo hơn nhé. Thế và video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu các em thấy video của chị hay và ý nghĩa thì hãy cho chị một like, đăng ký thành viên và chia sẻ video của chị cho mọi người cùng xem nữa nha. Bye bye.